Hello, xin chào cô chú chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA mình nhé. Dĩ nhiên thấy mặt mình là biết khắp có chuyện khá là tranh cãi rồi đó. Đó là gì? Đó là không phải bầu cử của cái. <laughs> đó là về tiền stimulus của mọi người nữa. Wow. Này là mình vỗ tay chơi vậy chơi không có liên quan gì tới tin vui đây hết. Thật ra là có tin mới về cái gói hỗ trợ kinh tế điều nó không phải là tin vui à, mặc dù cái mặt mình thì cười cười vậy chứ nó không có tin vui tin đó là gì mình tính xác là có một tin rất là sốc đó là mọi người biết gì không kể như bữa nay nè ha ông Mitch McConnell tức là ông chủ tịch thượng viện bên phía đảng cộng hòa ông lên tiếng ông nói là ok bây giờ người dân mỹ kể như là họ cần một cái gói hỗ trợ kinh tế nhưng mà tại vì kinh tế mỹ nó phát triển nó phục hồi tốt quá bây giờ tỷ lệ thất nghiệp xuống chỉ còn 6.9% thôi ha và chỉ còn à, à, và cái tháng 10 vừa rồi tạo ra được sáu trăm mấy chục ngàn giờ việc làm vân vân và vân vân không thành ra bây giờ là ông đề nghị cứ hỗ trợ kinh tế nó phải xuống ít nhỏ lại một chút à, tức là dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào là hai trăm tỷ đô la mà bà Nancy bà muốn rồi đó Ok, đó là cái điều chắc chắn Tại vì hồi đó giờ ông Mitch McConnell với Đảng Cộng Hòa cũng không có muốn cái gói hỗ trợ kinh tế đó Chưa kể cho là gì Bây giờ là tháng cái mùa bầu cử <laughs> hôm thứ ba vừa rồi đảng cộng hòa người ta thắng lớn nữa thấy không thắng lớn là tại vì đảng cộng hòa họ thắng thêm được mấy ghế ở hạ viện và họ khả năng rất cao là họ sẽ giữ được thượng viện thành ra đó gọi là thắng lớn ok chứ mọi người được có thấy ông tổng thống trump ông thua cái mọi người nói đảng cộng hòa thua đảng no đảng Công hòa thứ ba vừa rồi họ thắng rất là lớn đó thành ra Bây giờ không có cái lý do gì mà à, Trong trời vào cái gói hỗ trợ kinh tế Mà mấy ngàn tỷ đô nữa hết Khả năng nó hầu như nó không có Cao lắm là một ngàn mấy trăm tỷ đô thôi Ngàn tám, ngàn chín trăm tỷ đô Theo đề xuất của Nhà Trắng thôi uhm. Vấn đề là gì? Vấn đề là lại Dĩ nhiên lại là liên quan tới bà Nancy Pelosi nữa Bà không chịu wow. <laughs> Bây giờ mọi người có thấy được Cái sự dỗ tay của mình nó có cơ sở chưa? <laughs> dĩ nhiên á Bà Nancy Pelosi hiện giờ bà vẫn là chủ tịch hạ viện Cho tới tháng Giêng năm sau á Cho tới khi mà cái chức chủ tịch hạ viện của bà hết hạn và bà phải tranh cử lại vào cái mùa <laughs> Vào đầu năm sau á Thì hiện giờ bà vẫn là chủ tịch hạ viện Và cái mùa bầu cử năm nay bà vẫn Bà vừa thắng cử Cái nhiệm kỳ kế tiếp của chức dân biểu tiểu bang California ở quận hạt nào ở bên San Francisco đó Đúng không? Thành gá từ đây cho tới khi mà bà không còn là chủ tịch hạ viện nữa thì bà vẫn là chủ tịch hạ viện và bà lại bác bỏ tiếp cái đề xuất của ông Mitch McConnell bà nói là cái gói hỗ trợ kinh tế nó nó quá ít nó không đủ để mà gọi là crush the virus nó không đủ gọi là dập tắt con đại dịch con cúm Corona này nghe yeah. nói cách khác là bà chê tiền nó ít thì hồi đó giờ bà cũng chê cái số tiền nào mà dưới 2.200 tỷ đô nó ít là chuyện đó bình thường bây giờ bà chỉ là bà lặp lại câu nói mà bà đã nói cách đây ba bốn năm sáu bảy tám tháng gì trước chuyện đó rất bình thường oh, thành ra nó lại xảy ra một cái vấn đề nữa đó vấn đề là mọi người đã thấy rồi đó vấn đề là không biết khi nào sẽ có tiền ok mọi người nhớ cái kiểu mà mình nói lúc trước trong những cái video trước không đó là nếu mà mai ra mà sau bầu cử á là phải xem có bên nào thắng cử thì mới có thể đánh giá được là khi nào mọi người sẽ có tiền nếu như mà bên phía đảng cộng hòa thắng cử á, thì khả năng là đầu năm à, cỡ qua tới tết việt nam năm 2021 thì mọi người sẽ có tiền nhưng mà nếu đảng dân chủ mà thắng á thì khả năng là nó lại kéo qua tới tới mùa hè năm 2021 phải có tiền vấn đề nằm ở chỗ là gì bây giờ cả hai bên đảng dân chủ và đảng Cộng hòa đều thắng hết. đảng Cộng hòa thì họ thắng là họ thắng họ giữ được thượng viện. à, còn đảng dân chủ họ thắng là họ giữ được hạ viện. và dĩ nhiên khả năng rất, rất 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 cao là gì ông Biden ông cũng sẽ thắng cử nữa. tức là bây giờ chúng ta lâm vào một cái tình thế nước Mỹ, chính phủ Mỹ lâm vào một cái tình thế là chính phủ bị chia rẽ. đó là ở hạ viện thì do đảng dân chủ kiểm soát. À mà trên thượng viện á là do đảng cộng hòa với Mitch McConnell kiểm soát mà ông Mitch McConnell á, với đảng cộng hòa thì không có thuận thảo gì cũng không có gọi là cùng chung chiến tiến gì với bà Nancy với đảng dân chủ ở dưới hạ viện lắm xong rồi sau đó dĩ nhiên là thêm một vấn đề nữa là từ đây cho tới năm giêng tháng giêng cuối tháng giêng năm sau á là ông tổng thống Trump ông vẫn là tổng thống thì đó không tìm nói đi nhưng mà bắt đầu từ cái khóa tới nữa là ông Biden khả năng rất cao rất rất rất, rất, rất cao là ông sẽ là tổng thống. À, thành ra cái vấn đề nằm chỗ là nếu bây giờ ông Mitch mà khơi đề xuất như cái gói hỗ trợ kinh tế nãy mình nói đi, ngàn ngàn tám trăm tỷ, hai ngàn chín trăm tỷ theo cái đề xuất của ông tổng thống Trump với nhà trắng đi. ông à, thì uh, vấn đề là bà Nancy bà không chịu số tiền đó, à, bà đòi hai ngàn hai trăm tỷ. À, mà nếu như mà không được 2.200 tỷ theo ý bà thì mọi người cũng đã biết cái phản ứng của bà rồi là chứ gì à, bà sẽ bác bỏ nó bà sẽ dẹp nó bà sẽ đá nó qua một bên bà sẽ không thèm dòm ngó tới nó bà bất chấp là bây giờ nước mỹ có cỡ hai mấy triệu người đang uh, nhận trợ cấp uh, tiền thất nghiệp trợ phơi cấp chính phủ một cái gì đó và đại dịch dĩ nhiên nó sẽ kéo dài cho tới khi nào chúng ta có vaccine thì thôi ok đó là chuyện của cả mấy tháng năm nữa lần à, mấy tháng nữa cho quên nhưng mà để mà có chích cho mọi người đó chắc cỡ cũng cỡ cả năm á ừ, không? rồi thông bởi gì nữa giờ dĩ nhiên là bao nhiêu doanh nghiệp ngáp ngáp chờ tiền ppp hỗ trợ rồi nói chung là đủ thứ hết nhưng mà bà không cần biết được đó tại bây giờ bà thắng rồi mọi người thấy không cái báo cháu là bà đã thắng cử rồi không còn không cần phải lấy lòng người dân mỹ nói chung nữa à, thành ra bây giờ là gì ba không đồng ý số tiền đó nhưng mà gì cái số tiền mà 2.200 tỷ bà đề xuất á thì bên phía ông Mitch McConnell với đảng cộng hòa lại không đồng ý đây căn bản nữa là gì họ cũng đã thắng cử rồi wow <laughs> cũng là một cái thắng cử này nhưng mà sao nó thấy nó phức tạp quá đó tại vì bây giờ đảng cộng hòa nói chung là họ thắng to luôn á chính xác là hôm thứ ba gì rồi họ thắng lớn luôn á thành ra lại càng không có cái lý do gì để mà họ phải nhượng bộ <laughs> cái đề xuất gọi là khổng lồ tào lao mới lao làm tăng nợ công của nước Mỹ lên mấy ngàn tỷ theo ý của bà Nancy nữa mọi người thấy không à, cái nếu mà sau đó nữa lại thêm một cái vấn đề khác nữa nếu như mà như vậy cũng chưa đủ các gói lắm thì tới khi mà ông Tổng thống Trump á tại vì ông Tổng thống Trump khả năng rất rất, rất rất cao là ông sẽ bị thua lần này thành ra từ đây cho tới khi mà ông hết nhiệm kỳ á thì không có lý nào ông lại đi ký một cái gói hỗ trợ kinh tế mấy ngàn tỷ đô la làm cho nước Mỹ nó thâm thủng ngân sách không à, dĩ nhiên nó sẽ giúp người Mỹ rồi đó vấn đề là gì khi mà ông tái tranh cử vào trong tương lai nếu mà ông thích dĩ nhiên theo tính toán của mình thì mọi người nghĩ xem ông tổng thống Trump là một người tổng thống mà rất là bạo miệng rất là mạnh miệng và không hề mà chịu thua ai hết Tại dĩ nhiên khả năng rất cao là trong tương lai ông sẽ ra nữa tại vì cái đó là cái quyền hạn quyền lợi của ông, thấy không? đâu hiến pháp mỹ đâu có cấm cái điều đó, chỉ cấm tổng thống hai nhiệm kỳ thôi, còn ông trump mới làm có nhiệm kỳ hả? ông vẫn còn có thể ra được. Đó, thành ra nếu mà làm vậy là trong tương lai ông biden sẽ tấn công vào cái điểm đó của ông nữa. thành ra khả năng rất cao nữa là gì? chứ này ông không ký, ông để cho ông biden ký, <laughs> mà ông biden là gì? mà ông biden là tới hết năm sau ấy lộn hết tháng giêng năm 2021 mới lên nhậm chức đó Mà bây giờ chỉ mới là đầu tháng 11 thôi Tức là bây giờ đầu tháng 11, đầu tháng 2, giờ đầu, đầu tháng 12, giờ đầu tháng Giêng Tức là cách nhau tới mấy tháng nữa là Xong nếu mà như vậy cũng chưa đủ giả mang nữa Thì uh, trước khi mà ông Biden mà cho dù ông có muốn ký đi chăng nữa Thì quốc hội Mỹ cũng không cho ông ký Tại quốc hội bế tắc thì làm sao mà ông ký được Ông sẽ là một tổng thống bị bó tay Hả? <laughs> thấy cái vấn đề không? Thành ra cái chuyện mà gói hỗ trợ kinh tế Bây giờ Tính ra nó còn phức tạp hơn là lúc trước khi bầu cử nữa. Đó, để từ từ mình sẽ cập nhật thêm cho mọi người nha. Thôi bây giờ video đi dài rồi, hẹn gặp mọi người trong video liên quan tới bầu cử Mỹ nha. Thank you for watching. Bye bye now. Bye bye.